Quỳnh Anh đâu rồi? Quỳnh Anh đâu? Quỳnh Anh đâu? Đâu còn Lily đâu rồi ta? Lily của mẹ Dung đâu rồi? À, đi chạy lại chỗ mẹ Dung đi. À, nó đó hả? À, nó đây. Lily đây, đâu Lily đâu? Đâu Lily đâu? À, Lily đó hả? Đâu em bé Quỳnh Anh đâu? Đâu em bé Quỳnh Anh đâu? Em bé Quỳnh Anh đâu rồi? Ra đây tôi coi nào. Đâu? Quỳnh Anh hay là Lily thế? Quỳnh Anh hay Lily thế? Lily nhỏ, Lily lớn hả? Lily hung đi, hung em đi. Hung hung chị chứ quên. Ha ha.